Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng?